Hello, xin chào anh em. Lại gặp anh em trên kênh của hệ thống phân phối Vinachi. Vừa qua thì mình có nhận được rất nhiều phản hồi và yêu cầu của anh em là review những dòng sản phẩm mũi soi cao cấp đến từ thương hiệu của Thaway. Thì trong video hôm nay mình xin giới thiệu tới anh em một dòng sản phẩm mũi lết đèn bi nhỏ có mã là LC0207, giúp anh em chúng ta có thể gọt cạnh phôi gỗ, sản phẩm đồ gỗ nội thất như là những bộ chuyện tranh, chuyện vịt, chuyện xích sắt hay là những bộ sơn thủy, vân vân, những mặt hàng đồ gỗ nội thất mà anh em chúng ta có thể sử dụng và áp dụng được vào. Với cái chất liệu của nó thì đang là sử dụng chất liệu hợp kim cao cấp đạt tiêu chuẩn ISO 9001 từ Đức, nên là anh em có thể thoải mái trải nghiệm lên những bề mặt của phôi gỗ cứng mà không cần phải lo. Và bây giờ thì mình sẽ đi giới thiệu chi tiết kích thước của mũi và thiết kế của mũi để anh em có thể hiểu rõ hơn. Mũi có thiết kế là 3 cánh tạo sự khỏe khoắn, nên khi anh em chúng ta bào cạnh lên những bề mặt ở phôi gỗ sẽ có độ chính xác cao và độ mịn khi anh em chúng ta sử dụng. Và thiết kế của mũi thì gồm có 2 bi tì ở bên trên đầu mũi. Với kích thước của mũi thì có tổng chiều cao là 4cm. Chiều rộng của mũi là 12,7mm. Độ ăn sâu của mũi là 3,17mm. Mũi đang sử dụng cốt trục 12 ly 7, nên là phù hợp những dòng máy soi tay và máy soi trục đứng thông dụng ở trên thị trường. Còn về công dụng, tính năng thực tế, sản phẩm có được làm ra như thế nào, cách làm ra sao thì anh em sẽ cùng mình đi trải nghiệm thực tế để có thể hiểu rõ hơn. Đã chuẩn bị sẵn 2 chiếc khung và lắp ráp lên để thực hành cho anh em xem. Thì anh em có thể hình dung ở những cái khung vách đoàn hay là vách ghế, vách tay vân vân khi mà anh em sử dụng. Mình sẽ trải nghiệm trên máy soi cầm tay và máy soi trục đứng. Và bây giờ thì anh em sẽ cùng mình. Lắp vào để thực hành cho anh em xem. Xong thì anh em đã xem một đoạn video ngắn về cách hướng dẫn soi mũi lết đèn bi nhỏ có mã là LC